力量75天当中绝对足，报道。Thank you.
chào mừng khối quân ký do đồng chí trung tướng Nguyễn Trọng Hùng, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài trên quân ký ý kiến về những tung bay lấp lánh tấm huân chương cao quý mà đảng nhà nước trao tặng xứng đáng truyền thống quân đội ta chung với đảng yêu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 8 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nắm tốt các sự nghiệp quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khối sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trải qua gần 70 năm xây dựng trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam được tôi luyện phát triển ngày càng lớn mạnh, chiến đấu chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc là nòng cốt quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trên lục địa, phát huy truyền thống chiến đấu mưu trí sáng tạo, làm chủ biển quyết tâm quyết thắng, được đảng nhà nước tuyên dương danh hiệu. Quân sĩ quan phòng không không quân đang tiến vào lễ đài, phát huy truyền thống trung thành vô hạn, anh hùng kiên cường, mưu trí sáng tạo, những công
nhiệt liệt chào mừng với những sĩ quan quân y đang tiến vào lễ đài. Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các chiến sĩ quân nhân dân đã sẵn sàng tập luyện nguyện như những quan học có mặt trong khó khăn gian khổ áp lực từ chiến đấu của quân đội chiến đấu nhiều năm sắp bằng vệ sĩ quân đội nhân dân có sự lực của quân đội chiến đấu nhiều năm và các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước và về tổ quốc xứng đáng với lời ca tụng. Thank you.
Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục rèn luyện, được nhân dân tin yêu giúp đỡ, lực lượng công an nhân dân mưu trí sáng tạo, tận tâm mọi tâm hồn hoạt động của các thế lực thù địch phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đảng và các cơ quan đầu não của Bác, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chính phủ.
và mong chóng trưởng thành thành cảnh sát cơ động kỵ binh thì đã tham gia và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ tuần tra diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện tầm quốc tế. Sự xuất hiện của cảnh sát cơ động kỵ binh đã mang đến cảm giác thân thiện, thân mình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và lực lượng công an nhân dân, trong nhân dân và bạn bè quốc tế. Đồng âm thanh chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay, chúng ta càng tưởng nhớ và tri ân sâu sắc.